Thông tin chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày hôm nay các tàu của Trung Quốc đã tăng tốc độ, liên tục vây ép các tàu của Việt Nam tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng biển của nước ta. Sáng sớm nay, các tàu hải cảnh, tàu kéo của Trung Quốc đã tăng tốc độ, chặn hướng, áp sát ngăn cản quyết liệt, sẵn sàng phun nước và đâm va khi các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư của ta tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 10 đến 12 hải lý. Lực lượng của Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ, chọn thời cơ tiếp cận giàn khoan hơn để thực hiện tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và lực lượng bảo vệ ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Ngày hôm nay, Trung Quốc duy trì khoảng 110 đến 118 tàu các loại, trong đó có 39 đến 41 tàu hải cảnh, 14 đến 15 tàu vận tải, 17 đến 20 tàu kéo, 35 đến 37 tàu cá và 5 tàu quân sự. Ngoài ra, có 2 máy bay quân sự cánh bằng lượn hai vòng trên khu vực phía tây nam giàn khoan ở độ cao từ 500 đến 700 mét, sau đó bay về hướng giàn khoan. Với lực lượng duy trì khá mạnh, hôm nay Trung Quốc vẫn tổ chức thành nhóm gồm 35 đến 38 tàu cá dưới sự hỗ trợ của một tàu hải cảnh số hiệu 46102 tiến hành giàn hàng ngang, ngăn chặn và ảnh hưởng ép nhóm tàu cá của Việt Nam không cho vào gần khu vực giàn khoan để khai thác thủy sản. Sáng nay 18 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tới nhà khách chính phủ, bắt đầu cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Cuộc gặp lần này nằm trong khuôn khổ cuộc gặp giữa hai chủ tịch Ủy ban Hợp tác song phương Việt-Trung và được đánh giá là một sự kiện quan trọng và là một kênh để thảo luận, tìm ra giải pháp cho vấn đề căng thẳng ở Biển Đông. Chuyến đi của ông Dương Khiết Trì diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa chính phủ hai nước kể từ khi Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong cuộc họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông ngày 16 tháng 6, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, đây là cuộc gặp của hai chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Đây chắc chắn là một kênh và là một sự kiện để hai bên có thể thảo luận vấn đề và tìm giải pháp cho vấn đề căng thẳng ở Biển Đông. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 6 tháng 5 từng điện đàm với chính ông Dương Khiết Trì phản đối việc giàn khoan hải dương 981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc thềm lục địa Việt Nam. Trước đó, Việt Nam cũng đã nhiều lần thể hiện thiện chí giải quyết vấn đề bằng phương thức hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã không thể hiện thiện chí của mình, tiếp tục gây căng thẳng trên Biển Đông. Những ngày này, tại nhiều quốc gia trên thế giới vẫn ghi nhận nhiều hoạt động của cộng đồng người Việt thể hiện tình yêu tổ quốc bằng các hoạt động tuần hành phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, bày tỏ tinh thần đoàn kết của dân tộc. Tại Ireland và Thụy Điển, các cuộc tuần hành phản đối trong ôn hòa đã nhận được sự quan tâm của dân địa phương cũng như du khách. Nhiều người trong số này còn hòa vào cộng đồng người Việt cùng lên tiếng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt thói hành xử vô lý trái luật pháp quốc tế. Ngày 15 tháng 6, Hội sinh viên và thanh niên Việt Nam tại thủ đô Dublin của Ireland, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Dublin tổ chức tuần hành ôn hòa phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tham gia sự kiện có khoảng 100 người, bao gồm lưu học sinh Việt Nam, người Việt Nam ở Ireland và bạn bè quốc tế. Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, họ mang theo cờ tổ quốc, biểu ngữ và tờ rơi tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Dublin, diễu hành qua công viên Thánh Stephen và dừng lại ở bưu điện trung tâm Dublin. Những khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, ngừng các hành động xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam, Việt Nam yêu hòa bình, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, được hô vang. Người tham gia thực hiện nghi thức trà cờ và hát quốc ca trên đường tuần hành. Tại Thụy Điển, người Việt sinh sống ở Gothenburg và các thành phố khác hôm 14 tháng 6 cũng đã tuần hành phản đối Trung Quốc. Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới không chỉ tổ chức tuần hành để phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc, mà còn quyên góp tiền để ủng hộ các chiến sĩ đang canh gác biển đảo của quê hương. Với tinh thần đó, các tổ chức hội đoàn và cộng đồng người Việt sinh sống ở nhiều thành phố của Cộng hòa Séc đã tổ chức quyên góp ủng hộ chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Được sự hưởng ứng tích cực của bà con, ban tổ chức đã nhận được tổng số tiền quyên góp là 60.000 đô la Mỹ.